Những tuồng hư cho bọn gái lần trai, nào hút thuốc phiền hồi đe chay, nào trùm đầy ma cô nghề hút chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn, diện áo quần son phấn lấn chen, miệng cho mình được lên xe xuống ngựa mà hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặc đất trời xây. Thấy nhân gian phun đạo tỏi bài, cho thượng đế làm tường trong ranh ơi chung. Bấy nhiêu điều tao để dùm cho thấu đến thiên cung, còn nhiều điều gớm ghiếc nghĩ hài hùng, lấy hiệu lược đôi câu mà trần như tôi. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc khi ông về thượng giai được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tinh chân hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô càng sao đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, còn kính mời chú Tư nhận mic và xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý đồng đạo đã quan hỷ lắng nghe và tặng quà khích lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Lấy Đò đã ngâm một đoạn trong cái bài trao lời cùng ông Táo của Đức Thầy. Bây giờ chúng ta biết cái bài này đó là Đức Thầy đã mượn hình ảnh của vị ông Táo. Mà ông Táo là cái người mà hàng năm ngày 23 tháng Chạp á, theo cái lệ tục lệ cổ xưa thì người ta nói là trong nhà mỗi người đều có một cái ông Táo, ông thần bếp đó. Ông tâu lên những cái mà chuyện gì của thế gian của trong cái nhà người đó, hay là những cái chuyện gì mà ông biết á, thì ông lên ông trình lại với Thượng Đế. Sở dĩ mà ông Táo đó là tại vì á, hồi xưa người ta thường thường nói cái chuyện gì của chuyện không có chuyện gì kín đâu với mấy bà hết trơn á, mấy bà là mấy bà ở trong bếp, cái chuyện gì của mấy bà hay là mấy bà thì nói chuyện nhau trơn. Thành ra ông Táo ông ngồi kế bên ông nghe hết rồi à. Thành ra là
À, chính vì vậy mà mấy cái ông táo mà là thờ ông thần bếp là vậy. Thì đây là cái bài mà Đức Thầy mượn hình ảnh của ông táo để mà nói lên những cái cảm nghĩ cũng như là những cái điều mà xảy ra ở trần thế này. Thì đây cái đoạn mà trước ở trên một chút xíu, cô lấy đò hỏi ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn đó. Đó là một cái đoạn mà Đức Thầy đang diễn tả lại, nói lại những cái tệ trạng của xã hội. Mà trên đó đó Đức Thầy còn nhắc tới những cái mà tại sao Đức Thầy lại nói những cái này. Thì chúng ta biết là Đức Thầy nói là thần ra sức ra công khuyến dỗ gìn thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Thần ở đây là Đức Thầy tự nhờ ông Táo đó. Vì vậy Đức Thầy nói chuyện với ông Thượng Ngọc Đế cho nên là xưng là thần. Ráng sức ra công khuyến dỗ gìn thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Là cái nền đạo của Phật giáo Hảo chúng ta đi, Đức Thầy khi mà khai sáng nền đạo Phật giáo Hảo, giữa cái lúc mà văn hóa thì suy đồi, xã hội thì băng hoại, đạo lý, đạo đức thì cái hình ảnh của Đức Phật đã bị người ta tha hóa rồi, đã bị người ta biến đổi thành ông thần, không còn là một cái vị đạo sư nữa, mà trở thành cái ông thần mà cúng kiến để mà là lo lót thôi. Thành ra Đức Thầy ra trong cái giáo lý của Phật giáo Hảo là Đức Thầy đưa về những cái thuần phong mỹ tục, để mà mong làm sao gìn thuần phong mỹ tục ở đồng tiên, diện mỹ tục những tức là những cái phong tục, những cái phong tục mà nó được nó đem lại cái tốt đẹp đó, những cái phong tục tốt đẹp nó gọi là mỹ tục, thuần phong mỹ tục tức là những cái phong hóa mà nó tốt đẹp của nước nhà. Còn trong đó đó có những cái mà nó gọi là hủ tục tức là những cái phong tục mà nó xấu, không có tốt. Thành ra là đối với những cái người mà có biết á, thì chúng ta chỉ giữ lại những cái thuần phong mỹ tục, và chúng ta nên loại trừ những cái mà gọi là hủ tục, những cái đó dị đoan mê tín nó không còn hợp nữa. Chẳng hạn như hồi xưa có cái vụ mà đốt với tiền vàng bạc chẳng hạn, thì đọc chúng ta biết đó đây là một cái trò lường gạt vào cái đời nhà Đường thôi. Thành ra cái này nó không có thật. Thở nay mà ai mà cái người chết rồi mà xài tiền được bao giờ đâu, tiền thiệt đi mà để còn không có chi, không xài được, đốt còn không xài được, đừng nói cái giấy mình đốt thì sao có tiền. Thành ra cái đó là những cái hủ tục, hay những ngay cả những cái mà mình nói cái này có thể xâm phạm một số người vẫn còn giữ ra, chẳng hạn như đám giỗ đám quẻ mà còn cắt còn sát sanh hại vật để mà cúng thần thánh đó, thì cái điều đó là mình chưa có trừ được cái mình nhân cái ngày đó để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình sống được siêu thăng, mà mình chưa có cầu nguyện, chưa biết siêu thăng không, mà đã tại thêm cái nghiệp sát sanh nữa, thì cái đó là những cái hủ tục, chúng ta không có nên gìn giữ nó, những cái đó. Thành ra là Đức Thầy dạy những cái thuần phong mỹ tục của đồng tiên, tức là của giống nòi của từ xưa tới giờ ông bà mình để lại đó. Tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nối chí. Trong giáo lý đó chứa đựng những cái điều mà nếu mà chúng ta hành xử, chúng ta ứng dụng đó, thì nó đi tới một cái đời sống tốt đẹp, mà đời sống theo cái nết, tức là cái hạnh của bậc thánh hiền. Bậc thánh hiền. Rồi cái thứ hai nữa là mình đọc trong cái giáo lý của Đức Thầy, mình hiểu mà nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy, chúng ta sẽ làm theo, thì cái kết quả là lòng của chúng ta sẽ được tĩnh lặng lại. Và lòng tu tỉnh tức là chúng ta tu, chúng ta lòng chúng ta tỉnh ngộ rồi đó, coi theo đó. Dòm tức là nhìn hoặc là đi theo, nhìn Phật tiên nói chí, nhìn trong những cái giáo lý đó, những cái tấm gương của Đức Phật, của vị chư Bồ Tát, các bậc mà hiền nhân quân tử, người ta làm những cái điều tốt đẹp đó, thì chúng ta đi theo nối chí, tức là tiếp bước tứ mà tiếp theo cái sự mà cái hành động của những bậc đó. Bài tường tận trước sau chung thủy, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Bài tường tận tức là Đức Thầy đã bài, đây là bài tỏ ra, trưng bày ra, tức là chỉ đưa ra một cách mà rõ ràng cho chúng ta thấy tận mặt. Vì cái chẳng hạn như Đức Thầy dạy về cái nhân quả chẳng hạn, thì cái có nhân thì phải có quả, cũng như là mình hành theo giáo lý đó. Chẳng hạn bây giờ mình thấy nó cái tâm mình đương khổ sở, mình ứng dụng giáo lý của Đức Thầy và chẳng hạn như bây giờ ai chửi mắng thì ta giả điếc chẳng hạn,
đỡ cho người hết giận tôi khuyên. Nếu mà mình nào hiểu giáo lý thì mình ai chửi mắng mình thì mình nhịn đó, mình nó tóm lại là giống như là thay vì cái tánh nhẫn nhịn của mình á, mà mình mặc cô mặc cái áo dài đi ngang qua mà gặp một cái cơn gió nó phất phơ cái tà áo dài mình, nó lại máng vô cái gai chẳng hạn, thì nếu mà cái người mà biết á thì người ta dừng lại, người ta đi lùi lại thì gỡ một cách nhẹ nhàng thì cái áo dài nó sẽ không còn dính gai nữa. Còn nếu mà cái người không biết mà đi thấy dễ rồi giận hờn rồi dứt thì là nó lại rách cái áo dài, không có tốt. Như vậy thì Đức Thầy mới thấy cái này là tường tận trước sau chung thủy. Trước sau chung thủy nó cũng chung là ở chót thủy là đầu, đầu và Đức Thầy chỉ từ đầu chí cuối, không có một cái không giấu giếm cái gì hết. Tất cả những cái tức là chỉ từ ly từ tí rất là tỉ mỉ đó, từ đầu chí đuôi hết. Đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, là tại vì cái cuộc đời lúc bây giờ, cái thời kỳ mà Đức Thầy lâm phàm đó, là thời kỳ đó mà đất nước Việt Nam chúng ta bị xâm lăng bởi thực dân Pháp. Họ mang theo những cái tinh thần mà những cái văn hóa làm cho đồi trụy, làm cho tha hóa cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Họ đưa ra nào những cái mà thói hư tật xấu, nhất là những cái đó, những cái đó có thể là cái tốt ở xã hội họ, nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam chúng ta đó, cái những cái thói quen đó, những cái văn hóa đó nó quá mới đi. Nà, thành ra là hồi xưa chẳng hạn như ông bà mình đã nam nữ thọ bất thân, con gái chứ đừng những người khác phái nam nữ á, không có được mà nhiều khi chúng ta đọc những cái câu chuyện, nhiều khi mà chị dâu mà hay là một cái người đàn bà mà bị người khác nắm tay mình thì họ có thể là họ lấy cái dao họ chặt cái tay họ, là tại vì họ cho cái đó là dơ. Trong khi đó thì cái nền văn minh hay là cái văn hóa của Tây phương đó lại khác. Hai người gặp nhau nam nữ có thể họ ôm với nhau, họ là thân thiết với nhau chẳng hạn. Những cái đó đó thì nó khác đi. Cho nên Đức Thầy mới nói là đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, chạy theo cái mới đó mà quên đi những cái thuần phong mỹ tục, những cái luân thường đạo lý của dân tộc Việt Nam của mình. Hồi xưa chẳng hạn như là giờ nhất nam giết hữu, nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô đó, chỉ cần có một cái người thôi, thì một người con trai thôi gọi là có gia tài dành hết cho cái anh đó, mà có mà cái gia đình đó 10 cô con gái hay là một cậu con trai mà có 9 cô con gái thì 9 cô con gái này không phải là con, coi như là giết nữ, thập nữ giết vô, không có không tính vô, không có được hưởng gì hết trơn, chỉ có cái anh con trai đó được thôi. Thì cái này đó nó ngược lại với cái văn hóa của Tây phương. Văn hóa thì của Tây phương thì là nam nữ nó bình quyền, hai cái nó khác nhau. Thành ra là ở đây đời văn minh vật chất bỏ gương xưa là như vậy, mình chạy theo cái văn minh vật chất. Ở đây Đức Thầy mục đích nói đó là Đức Thầy muốn nói tới mình tập những cái người dân chúng ta chạy theo những cái văn hóa mà đồi trụy của Tây phương. Chứ không, trong đó không phải có những cái mà Tây phương mình nó tốt thì Đức Thầy cũng không nói, mà chúng đi theo những cái mà nó đồi trụy đó, thành ra cái điều đó là điều không hay. Nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăng loàn theo sở dục. Đây, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, nghiệp ở đây chẳng hạn như là cái cơ nghiệp của ông bà của mình, cái gian sang gấm dốc này đó đã được gầy dựng từ 5.000 năm nay rồi, từ quốc tổ Hùng Vương truyền tới mấy ngàn đời, mấy ngàn năm lịch sử, mấy ngàn năm văn hiến. Rồi từ ở ngoài phương Bắc là chúng ta phải tranh đấu, là phải không kháng chống lại không biết bao nhiêu là quả mại ngoại xâm, 1.000 năm giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây chẳng hạn, để mà giữ vững cái bờ cõi này. Một tấc đất của chúng ta nằm, một tấc đất của chúng ta đi, một cái tấc đất mà chúng ta cất cái ngôi nhà trên đó, một cái khoảnh sông mà chúng ta đang chạy thuyền ở trên đó, một cái góc biển mà chúng ta đánh cá trên đó, tất cả những cái đó không phải tự nhiên mà có, mà nó là do xương máu của tổ tiên ông bà của mình ngàn đời bảo vệ nó. Mình ngày nay mình mới có một cái dải non sông gấm dốc từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, chứ không phải là dễ. Nhưng mà bây giờ mình nói cái câu hồi xưa chúng tôi học là từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, nhưng mà bây giờ thì thực tế là cái ải Nam Quan không còn nữa, nó đã cắt cho Tàu rồi chứ không phải là còn ải Nam Quan nữa. Thành ra cái này là nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, tức là con cháu đạp đổ hết những cái cơ nghiệp của tổ tiên ông bà
ngàn đời của mình đó, mình không có gìn giữ, mình đem mình dài mình bừa, tức là mình đem mình không có tôn trọng nó, mình dèo xem mà dài xéo nó, à mình phủ phàng nó. Thành ra là cái này là Đức Thầy đang trình với mà ông Ngọc Đế là cái dân tộc này bây giờ đó, là dân chúng này bây giờ nó đang là như vậy đó. Học thói mới tức là văn hóa của cái Tây phương, lăng loàn theo sở dục, không có giữ cái tinh thần mà là phu sướng phụ tùy nữa, à không còn có tam căn ngũ thường nữa, mà là bây giờ đó là nói một tiếng thì giống như là văn hóa của Việt Nam bây giờ mà mình đi qua Mỹ mà mình ứng dụng cái văn hóa của Việt Nam thì tiêu đời rồi. Ở bên Việt Nam mình thì ông chồng làm nhiêu rừng mà chẳng hạn có chuyện gì lâu thôi đi ra thì vợ đi ra, ông chồng cũng cho thì cho ông cho thôi, bây giờ ông chồng làm quản lý mà. Còn ở Mỹ không có, gia tài đó là chẳng hạn về 1 triệu bạc mà bây giờ nếu mà có chuyện gây gỗ đi ra rồi cái thì nhiều khi ông chồng đi ra chỉ có bật một bộ đồ thôi, trong túi không có cái gì hết, mất tiêu hết đó. Thành ra là rồi cái thứ hai là cái quan niệm về nam nữ ở bên Tây phương nó khác với cái văn hóa của ngàn đời của mình theo cái Khổng Mạnh của mình đó. Thành ra là Đức Thầy mới nói là học thói mới lăng loàn theo sở dục. Cái sự quan hệ giữa đàn ông với giữa nam và giới nữ của Tây phương nó rất là thoải mái quý vị ạ. Nó không có nó không có quá khắt khe như ở bên mà cái thời mà cái phong tục của mình ngày xưa đâu. Khắp thế giới binh lương cựu túc quyết tranh giành quyền lợi xé xáo nhau. Ngoài cái tệ đoan xã hội đó, ngoài cái băng hoại đạo đức suy đồi đó, thì cái thế giới đang bước vào, khắp thế giới đương bước vào cái ngoài chiến tranh. Chúng ta biết cái bài này Đức Thầy viết vào năm Canh Thìn, tức là năm 1940, thì là đệ nhị thế chiến từ năm 1939 cho tới 45, tức là bây giờ là đang xảy ra chiến tranh đệ nhị thế chiến. Thì khắp hoàn cầu, từ Âu Châu, khắp thế giới hết, bây giờ thế chiến mà, thì khắp các nơi đều có binh biến, đều có cái chiến tranh hết. Binh lương cựu túc tức là cái nhóm này ha, quốc gia này là lúc đó tức là phe đồng minh và khu trục. Trục tức là ba nước là Nhật, Đức, Ý. Ở bên Âu Châu thì là Đức và Ý hai, còn ở Á Châu thì là Nhật. Ba cái quốc gia này nó là một trục với nhau, giống như là một phe với nhau, thì nó đi xâm lấn. Ở Á Châu thì giao cho Nhật đi xâm lăng các quốc gia khác, còn ở Âu Châu thì là giao cho Đức với mà Ý. Thì khắp các nơi đều binh lương cựu túc, tức là lo chuẩn bị về súng ống đạn dược kia để mà tranh giành quyền lợi xấu xé nhau, để mà tranh giành cướp giật, để mà thôn tính nước này nước nọ. Ok, rồi. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Với cái tấm lòng của một cái bậc Bồ Tát, một cái vị mà cứu thế lâm phàm để cứu giới chúng sanh trong cái thời kỳ đau khổ này, mà thấy từ vật chất hằng ngày những người sống chung quanh, rồi tới cái thấy cái tương lai chiến tranh tàn khốc nó sẽ lan tràn khắp nơi, trước cái cảnh chết chóc đó thì mà nhân sanh tiêu dột quá đạo, tức là khắp chiến tranh nó xảy ra chỗ này chỗ kia nó chết chóc đủ thứ hết, thì lòng bác ái động tình rơi nước mắt, làm cho cái lòng từ bi của ngài đó, tấm lòng của ngài rất là thương xót, và ngài muốn là có những lúc mà ngài rất là muốn khóc luôn. Tiếng ai bi thở than díu dắt khắp đông tây nam bắc chịu u sầu. Bây giờ gọi là mà thế chiến mà, thì tiếng ai bi thở than díu dắt. Ai bi tức là sầu não, nghe khóc lóc than thở trách than đủ thứ hết, díu dắt thở than díu dắt chỗ nào cũng nghe hết, nghe triền liên, nghe không ngừng nghỉ, mà là tại vì hết chỗ này tới chỗ kia tới chỗ nọ, mà cái tai nghe của Đức Thầy nó là giống như là mắt hiển. Mắt hiển tai thần lắm bốn phương, mắt hiển tai thần lắm bốn phương, nghe khắp nơi hết. Thành ra là khắp đắp đông tây nam bắc chịu sầu, không có chỗ nào mà yên hết, chỗ nào cũng có chiến tranh, chỗ nào cũng có đau khổ hết. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bảo ngược thừa cơ nguy thủ lợi. Đây là cái tâm lý khi mà con người sống trong cái sự đau khổ này,
chiến tranh tàn khốc, chết chóc, đói nghèo đủ thứ hết, thì giống như là một cái con người đó được ví như giống như là cái mảnh đất, cái mảnh ruộng đang bị hạn hán, một cái vùng đó bên đang bị hạn hán, mà hạn hán thì trông chờ có mưa. Thành ra là ở đây là kẻ lương thiện chờ giọt mưa ngâu, kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu. Vì đây là cái sự tích của Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7, tức là cái ngày thất tịch đó. Thì hai bên, cái Ngưu Lang và Chức Nữ, hai bên một năm trời mới gặp lại nhau. Thì là giống như là một cái người ở hải ngoại này, một năm mới được về Việt Nam một lần, mà chưa được bảo lãnh qua, thì hai vợ chồng gặp nhau. Thay vì bây giờ mình dẫn ra mà tìm ăn uống, còn cái này cái người là đài ở trên trời không, thành ra hai người không gặp nhau thì là gặp nhau là cái ôm khóc. Đây là cái khóc tương phùng, cái khóc tương phùng. Hai người này cái nước mắt không biết chứa bao nhiêu, mà nó vừa khóc là làm cho bao nhiêu mưa dầm cái nhào ngào ngày 7 tháng 7. Thì ở đây Đức Thầy nói là kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu. Những cái người mà thấy trước cái cảnh đau khổ như vậy, nó đang chỉ trông chờ làm sao để cho nó có một cái làm cho cái đất đai này nó có giống như mảnh đất mà nó được tươi mát. Thành ra làm sao được có cái bậc nào, một cái vị nào mà đứng ra để mà cứu vớt, để cho mà dân chúng nó khỏi lầm than đau khổ. Thì người ta mong chờ một cái phép lạ đó, giống như là cái tinh thần mà của Ngưu Lang và Chức Nữ trông đợi gặp nhau, mà họ khóc nhau để mà có một cái những cái giọt mưa gì đó. Người bạo ngược thờ cơ nguy thủ lợi. Trong khi đó thì những cái người mà họ lợi dụng, họ làm giàu trong chiến tranh, họ lợi dụng cái sự mà loạn ly đó để họ đầu cơ tích trữ. Chẳng hạn như bây giờ ngay cả những cái quốc gia, mỗi một lần như vậy, chiến tranh như vậy, thì có một số quốc gia sẽ bị nghèo đói, sẽ bị tổn phí rất nặng nề. Nhưng mà thì cũng có những quốc gia lợi dụng cơ hội chiến tranh đó, họ bán vũ khí thì họ càng giàu thêm. Thành ra trong đất nước, trong một xã hội cũng vậy, đất nước cũng vậy. Khi mà dân tộc khổ sở như vậy, người ta thì bị bóc lột, thì những cái người mà người bạo ngược thừa cơ nguy thủ lợi đó, rồi gặp cái lúc đó đó thì là tiếp tay với thực dân Pháp, làm tay sai để bóc lột dân chúng. Hoặc là những thương buôn thấy cái thời kỳ mà chiến tranh như vậy đó thì là đầu cơ tích trữ. Đó là những cái người bạo ngược thừa cơ mà người ta cần thực phẩm mà không bán, để giữ lại xăng dầu, giữ lại để mà là làm tiền cho người ta. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bạn gái lẫn trai. Nào hút ác phiện hội vẽ chai, nào trùm đỉ ma cô nghề hút máu. Cái này là những cái người mà kẻ bạo ngược đây nè, thừa cơ nguy thủ lợi, là những cái bạn mà sau này Đức Thầy kể đây. Tức là thực dân Pháp nó muốn đô hộ Việt Nam, nó đã nói đô hộ Việt Nam, nó muốn cho dân tộc Việt Nam không còn tinh thần tranh đấu để phục quốc, để tranh đấu kháng chiến, để chống Pháp, để đánh đuổi thực dân, để mà giữ nước, mà giữ nhà. Họ đưa vào đó những cái tệ đoan xã hội, như là hút thuốc, thuốc phiện, rồi rượu chè, rồi cờ bạc. Tất cả những cái này mà mỗi khi con người mà lăn dùi trong cái túi đổ tường này đó, rồi gái ghiếm mà mãi dâm đủ thứ hết, thì khi đi vào những cái con đường mà túi đổ tường này đó, thì hút thuốc, hút nhất là những người hút áo phiện rồi, thì cái tinh thần họ trở nên là những bạc nhược, họ không còn có một cái tinh thần nào mà tranh đấu nữa cả. Cũng như một cái người đánh bài thì thường thường là chủ sâu nó ăn hết trơn rồi, để thiếu nợ thiếu nần. Thì cũng như là chúng ta vừa chia sẻ cái bài đó mấy ngày trước đây, nơi đây là mà cái nơi mà trường đổ bát chớ chen chân đó, gặp lỡ cơ mưa tảo bắn tần á, thành ra là cái này là những cái đó mà mình lăn vô trong đó rồi đó, thì là mình không còn tinh thần để mà mình mà còn nhớ cái gì là quốc gia dân tộc nữa hết. Quý vị nào mà từng chứng kiến một cái anh chàng mà ghiền áp phiện mà không có thuốc chưa? Trời ơi, nó làm giống như điên vậy quý vị. Khi mà mình bắt nó vô mà mình giữ nó là không cho nó hút rồi, mà tới cơn ghiền nó là nước dãi, nước mũi nó chảy, rồi nó khóc, nó lóc, nó lăn, nó lộn đủ thứ hết, khổ sở lắm. Thành ra
Những cái này là những cái mà tệ đoan, những cái thói hư tật xấu thực dân Pháp nó đem vào để nó đầu độc cho thanh niên Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ, quên chạy theo những cái đấm sai mê này đó, trụy lạc này đó, mà quên đi cái tinh thần dân, mà quên đi cái tinh thần yêu nước của mình đi. Nào trùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hương hèn. Ai để mắt, ai ở đây có nghĩa là bất cứ ai. Nếu người nào mà để mắt tức là chú ý, nhìn rõ cái tệ đoan xã hội này, nhìn thật rõ, nhìn xem đời chu đáo tức là xem cho nó kỹ đi, nhìn thật là kỹ. Nếu mà ai, bất cứ người nào, nếu mà chú ý nhìn thật kỹ cái sinh hoạt của xã hội này đó, thì chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hẹp. Đây tức là mình nhìn những cái hiện tượng để mà mình phỏng đoán, mình sẽ xác đoán cái hậu quả của nó. Giống như là một cái thấy mà mây đen phủ mà kình kịch thì chắc chắn là có mưa, mà chuồn chuồn bay thì bão chẳng hạn, hay là gặp nắng chăng chăng như vậy thì biết là hạn. Còn ở đây mà thấy một cái hiện tượng mà cái triệu dân tộc mà dân chúng toàn là đi theo đánh bài, hút sách, cờ bạc, đi điếm rượu chè như vậy đó, thì cái dân tộc này chắc chắn sẽ bị suy bại. Thành ra ở đây Đức Thầy nó khỏi than dùm một dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phấn lấn chen miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Diện áo quần son phấn lấn chen, ở đây ngoài cái cách diễn tả cái trang điểm của một cái con người, từ đàn ông cho tới đàn bà, dọn dẹp quần áo này kia, thì ở đây đó cũng nói tới cái mà danh lợi chung ở trong này nè. Cái phần danh chen lấn không phải là chỉ phấn son không, mà cái phấn son chen lấn này, lấn chen này đó, tức là tranh danh đoạt lợi. Họ giành giật với nhau những cái quyền lợi của cái xã hội, chẳng hạn như là làm tay sai cũng giành giật để làm tay sai, quên đi cái tinh thần dân tộc của mình, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Họ dẫm bừa lên những cái mà cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Họ đua nhau để mà bán nước, đua nhau để làm tôi mọi cho ngoại bang, miễn làm sao làm ai chết mặt bay, còn mình giàu có là được thôi, mình được lên xe xuống ngựa thôi. Đó là những cái người mà Đức Thầy nhìn thấy là những cái tên mất cái dân bổn, không còn xứng đáng nữa. Mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai không cùng để mặt đất trời xây. Mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, mình sống một mình sống cho mình, cho gia đình mình, cho thân mình, cho gia đình mình, cho con mình, cho vợ mình thôi. Chỉ biết mình ấm no, còn ai chết sống kệ họ, rên xiết kệ họ, miễn làm sao là, chẳng hạn như một cái người đó mà muốn có 10 đồng bạc để mua một cái chén cơm ăn, không có, phải chết đói lên chứ xuống. Còn anh này đó thì là miễn làm sao mình tiền riêng và tiền bạc đầy tủ mình thôi, là không có biết xót thương ai hết. Ai không cùng để mặt đất trời xây, kệ họ, tôi là mình hưởng thụ là lo hưởng thụ, còn ai mà sống chết hay là khổ sở không có quan tâm tới nữa. Nhưng mà như vậy thì chúng ta nhớ cái câu Đức Thầy có nói đó, nếu thiệt người thì biết thương người. Như vậy thì mấy cái người này nó đâu phải người nữa đâu, phải không quý vị? Không còn là người, không còn tình người nữa đâu. Thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bài, cho Thượng Đế lãm tường trong sanh chúng. Thấy nhân gian khuynh đảo. Khuynh đảo tức là nó đảo lộn, không còn trật tự, không còn những cái cương kỷ nữa. Thấy cái cảnh sống của cái trần thế này, cái xã hội nó đảo lộn như vậy đó, mà trình bày những cái sự kiện mà nó xã hội mà nó xô bồ, nó không còn cái trật tự xã hội, không còn luân thường đạo lý, những cái cương kỷ không còn nữa, thì tất cả ngài đều viết vô đây nhờ ông Táo. Lãm tường tức là xem xét, coi cho rõ những cái sinh hoạt hay những cái phần mà Đức Thầy đã ghi, diễn tả lại, diễn đạt lại, ghi lại những cái sinh hoạt, những cái tình hình của nhân dân, dân chúng ở dưới hạ giới này. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chủng, Táo để dùm cho thấu đến thiên cung. Tức là tất cả những cái điều trên này được tóm tắt rồi, thì
Ở đây đó thì tôi gom hết, tôi trình bày, tôi viết một cái tờ sớ này, tờ báo cáo này, nhờ ông nhờ cái tới cái ngày 23 tháng chạp này, ông đem lên để ông trình lên cho Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng tôi đến Tiên Cung. Còn nhiều điều gớm viết hải hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tốt. Tôi nói như vậy vậy đó, những cái điều mà tôi trình bày như vậy đó, nó chẳng qua là tôi nói sơ sơ thôi. Yếu lược tức là nói một cách đơn sơ, đơn giản thôi, không có nói sơ sài thôi, nó phớt qua thôi, chứ không có chưa đủ chi tiết đâu. Mà bởi vì còn nhiều việc lắm, nhiều cái điều mà nó còn kinh khủng hơn nữa kìa, mà tôi chưa có dịp mà trình bày ra đây. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen. Bữa nay đó, mỗi một cái người mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, còn vô duyên đối diện bất tương phùng, tất cả đều do nhân duyên thôi. Bữa nay mà tôi với ông gặp nhau đây đó, cũng là có duyên mới là gặp nhau được đây. Thành ra là nhân cơ hội này thì cũng chúc ông thượng lộ bình an nha. Ông đi về trên thượng giới, ông sẽ được là Ngọc Đế mà khen thưởng ông nha. Còn riêng cái phần của tôi đó, phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đốt từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nếu mà chúng ta là một cái người mà có tâm, khi đọc cái đoạn này, không biết có gì thế nào. Một đôi khi khi mà đọc lên cái đoạn này, đã nhiều khi mình rơi nước mắt. Là mình thấy thương Đức Thầy quá. Vì sứ mạng của Đức Thầy, mà Đức Thầy phải lâm phàm. Ngài phải bỏ Bồng Lai điên dại có ngôi, mà Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen, rồi sao không nồi ngồi nơi ngâu dị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen. Mà cái cảnh chê khen này đó, chừng nào mới hết? Thì đây chính là cái đại nguyện của Đức Thầy, rất là khó khăn. Người thì kêu bằng thằng, người thì kêu bằng ông, mặt tình thế sự kêu thằng hay ông đó. Nhưng mà nói ai nói gì thì nói, mà cái bổn phận của Ngài thì vẫn tiếp tục. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, phần sĩ tăng là Đức Thầy. Đức Thầy lâm phàm để với cái nhiệm vụ là cứu vớt chúng sanh. Cho nên mà chúng sanh thì mê ngủ dùi trong cái ảo mộng này, kêu hoài không chịu thức. Cho nên là ông thầy này, cái vị mà nhạc sĩ này, mỗi một nhạc sĩ thì người ta chơi một cái nhạc cụ thôi. Còn cái ông nhạc sĩ này là vừa đánh trống mà vừa thổi kèn. Là tại vì đánh trống không, nó không có tỉnh dậy, nó không ngồi ngay. Khán giả này không chịu ngồi dậy để mà thưởng thức. Cho nên là vừa đánh trống mà còn phải vừa thổi kèn nữa kìa. Làm đủ thứ hết, cái chuyện gì mà bất cứ cái phương tiện nào để mà kêu họ thức tỉnh dậy, thì là vì Đức Thầy đã làm hết. Giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo, kêu người kêu réo họ đủ thứ hết, làm mọi phương tiện hết, là để mà mục đích chánh á, là để cho thiện tính, tức là thiện nam tính nữ, mọi người từ nam cho tới nữ biết để mà cùng hiểu được cái mà chấn hưng lại cái nền Phật đạo Phật giáo. Tại sao phải chấn hưng? Là tại vì nó bị thâu mình đó, nó đã bị mà thoái trào, nó bị thoái mà bị suy đồi rồi. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành rồi. Hay là gửa thiền môn còn hỏi khóa then. Cho nên Đức Thầy lâm phàm với cái sứ mạng là quy nguyên giáo điều, canh tân phương pháp hành đạo. Thì quy nguyên giáo điều đó là chấn hưng Phật giáo, đưa cái chánh pháp của Đức Phật trở lại khai thiện cái pháp môn chánh pháp vô vi của Đức Phật, để cho người đời thấy rõ, đưa cái ông Phật trở lại vị thế của vị đạo sư, chứ không phải để cho ông Phật người ta lợi dụng giống như mà ông thần nữa. Và chánh pháp không phải là chỉ có mấy ông bóng rổi hay là mấy ông coi tai coi tướng, mà đây là cái lời giáo hóa của Đức Thầy và lời giáo hóa của Phật, là những cái lộ trình, những cái lý thuyết để hướng dẫn chúng sanh đi vào cái con đường giải thoát. Và để cho người ta không có thấy hình ảnh của đạo Phật chỉ là độ tử, là chờ tới chết rồi mấy ông sư mới là cầu siêu gõ mõ tụng kinh lợi để mà làm mướn, làm đình làm đám để mà rồi đem chôn rồi trống phách kèn phèn la. Mà ở đây là
đạo Phật rõ ràng là độ sanh và độ tử. Chỉ giáo pháp của Phật giáo là chỉ cho chúng sanh an lạc ngay tại thế gian này, an lạc ngay trong cái cuộc sống này, và khi mà họ chết thì họ sẽ được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái đó mới chính là đạo Phật. Mà muốn cái công cuộc được như vậy thì Đức Thầy phải làm cái công cuộc chấn hưng, tức là làm cho nó đúng lại cái đường lối, cái chánh pháp của Đức Phật từ ngày xưa. Và cái công cuộc này chừng nào Ngài mới ngưng nghỉ đây? Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, Ngài nguyện, bởi vì nó đang hôn trầm, nó đang suy trầm, nó đang bị tha hóa, cho nên là làm một lần, một ngày, một giờ hay là một năm không hết đâu, mà phải làm hoài, cho tới khi nào mà cái nền đại đạo này được khai thông, tức là lưu thông khắp cả, mọi người đều biết được, hiểu được cái giáo pháp của nhà Phật, và người ta hành theo cái tinh thần của đạo Phật, để rồi nhờ cái tinh thần đó mà cái ánh mà được lan rộng, được mà truyền bá khắp nơi đó, đức từ bi, tức là cái giáo pháp của Đức Phật được rọi khắp cả nhân gian, tức là ai cũng biết tới đạo Phật, ai cũng ứng dụng cái giáo lý của nhà Phật, rồi và họ tu tỉnh để khi nào mà bể trầm luân khô cạn sáu đàn. Sáu đàn là gì? Thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không còn một chúng sanh nào luân hồi trong ba cõi sáu đường này, thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, thì chừng đó Đức Thầy mới trở về cái ngôi vị của mình. Chúng ta thấy rõ ràng là đây là cái đại nguyện của tất cả vị đại Bồ Tát và Đức Thầy của chúng ta. Qua cái đoạn này đã chứng tỏ rằng cái đại nguyện của Ngài và Đức Thầy là một vị Phật quả tình. Đây chỉ có Đức Phật mới có cái đại nguyện như thế này. Bây giờ thì chúng tôi xin qua cái bài này, cái đoạn này đó, thì chúng tôi chỉ được chia sẻ theo cái sự hiểu biết của mình. Mong rằng trong anh em đồng đạo của chúng ta có vị nào có thể lên góp ý thêm để cho được sáng tỏ hơn. Vì cái điều quan trọng nằm ở cái chỗ là những cái lời giải của Đức Thầy, mặc dù là gửi lên ông Thượng Đế đó, nhưng mà Đức Thầy cũng cảnh tỉnh cho mình. Và không phải chỉ có thời kỳ thực dân Pháp mà chúng ta mới ứng dụng cái này, Đức Thầy mới nói này, mà ngay lúc bây giờ, hiện tại giờ này, giờ mà chúng ta đang trao đổi đây, nếu mà chúng ta còn có những cái mà hốt bá phiện hậu dễ chai nào trùm để ma cô này kia đó, đây là những cái tệ đoan xã hội, những cái tệ trạng xã hội. Đức Thầy nói như vậy để thì nếu mà còn, nếu bất cứ người nào trong chúng ta có thì hãy chừa bỏ đi. Vì cái điều đó là một ngày nào mà mình còn bị luân trầm, một ngày nào mình còn mang cái nghiệp phải luân hồi, thì cái ngày đó mình đắc tội với Đức Thầy. Là tại vì vì mình mà Đức Thầy vẫn còn ở nơi cõi trần thế này, Đức Thầy vẫn chưa thể trở về nơi thanh tịnh, trở về nơi ngôi vị của Ngài, là do tại trong đó có mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin gửi mic lại cho cô lấy đò nha. Chào Tường Di, hồi nãy Pháp Tư có chú có nhắc con mà lâu quá không thấy con. Ok. Rồi xin xin mời cô lấy đò nha.